Gió đông nệm buốt đầu mùa, muốn mua đi rẻ, ghé vào shop em. Anh em cần muốn in cọc dầu online, giá rẻ, nạp thẻ hoàn toàn tự động, không có chiết khấu. Anh em hãy đến với shop 76.com nha. Có đầy đủ các loại nick để dành cho anh em tha hồ lựa chọn tại trên shop 76.com nha anh em. Ok, hello, xin mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại channel của mình nhá. Và mình vẫn là PC Gaming đây. Thì hôm nay ấy, mình sẽ vào làm một cái clip. Nói chung là nói về cái vụ của cuối BUBH, nó có lừa đảo anh em hay không nhá. Hôm nay đây thì mình đang sử dụng cái phiên bản của cuối BUBH luôn. Và thực sự thì rất là nhiều anh em tin tưởng để sử dụng cái phiên bản này. Gần đây thì có một bạn, mình thấy có một bạn lên diễn đàn để báo cáo với cả admin, gọi là để xem là cái dân nhân vật của bạn đấy đã giao dịch với ai những cái đồ gì ấy. Thì mới thấy có một bạn gọi là thì admin ấy có trả lời ấy. Admin trả lời là quý bác VH000 ấy, cái gì ấy, để mình tìm lại một chút, sau đó thì mình sẽ cho anh em xem nhé. Thực sự thì hôm nay thì mình sẽ nói về cái phiên bản này. Ok, đợi chút, cái phiên để mình đang đi lấy cái đấy đâu nhỉ. Đợi mình một chút nha, một mấy giây thôi, rất nhanh thôi. Đây rồi, bạn đấy có lên diễn diễn đàn ấy, bạn đấy có bảo là bảo trì xong mất hết đồ này. Tài khoản là Garlic Ken 22@gmail.com, nhân vật là Garlic Ken, server 2, thời gian sau bảo trì buổi chiều ngày 1/3/2020, mất hết đồ và ngọc, mong anh đi xem xét. Thì nói chung là ở đây tài khoản sau ở dưới có một bạn nữa, bạn ấy cũng gọi là ấy. Rồi admin Bulma trả lời từ 13:31 giao dịch nhiều đồ cho Cùi Bắp 00VH, 13:52 mua ký gửi ngọc, hết ngọc và tiếp tục giao dịch cho Cùi Bắp VH. Mình ấy thực sự luôn là mình không có bênh vực cho một ai hết, nhưng mà ấy, nhiều anh em bảo là Cùi Bắp VH lừa đảo ấy, thì cái này vẫn chưa biết được chắc chắn đúng không? Tại vì là thằng nào ngu đâu mà nó đi lấy cái ID chính hay là cái ID mà gọi là để đi đúng không? Bởi vì biết là có thể lên diễn đàn để xem lại lịch sử giao dịch mà đúng không? Nên là không thằng nào ngu mà như thế cả. Và cái vấn đề nữa ấy, là hiện tại ấy, cái nếu mà nói như thế thì lấy cái các bạn mà cứ thấy cái tên giống cái cả cái ID, ví dụ nhá, bây giờ cái ID chính của Cùi Bắp VH ấy là Cùi Bắp VH đúng không? Mà bây giờ anh em thấy là đây, sau anh em lại thấy là Cùi Cùi Bắp 00VH thế này, nó đi giao dịch sau nó lừa đảo, rồi anh em lại cũng đổ lỗi lại tại lại là tại Cùi Bắp VH lừa đảo à? Ví dụ như cái ID của mình nhá, hay là ví dụ như có ốc trên 7 đi, có ốc trên 7 nhá, mình chỉ lấy ví dụ thôi, mình chỉ lấy ví dụ thôi và không có ý gì cả. Ví dụ như là còi ốc tiêu như này nhá, mình chỉ lấy ví dụ nhá, 957 x thôi, như này nó đi lừa đảo nhá, mà anh em cũng nghĩ là đấy là Cùi Bắp VH lừa đảo à, đúng không? Cũng nghĩ là có ốc trên 7 lừa đảo à, cái đấy nó chưa chắc chắn nên là anh em không nên tố cáo một cái gì cả. Nếu em có bằng chứng ấy thì em có thể tố cáo, mà cái sự nếu mà nick của anh em ấy khi mà bảo mật đúng không, do anh em bảo mật nữa mà, đâu có phải là do mỗi anh em chơi phiên bản hack đâu. Từ trước giờ kể cả Warp VIP hay là Game Hub Pro ấy, thực sự luôn mình chơi game ấy, mình chơi mình toàn vào xong mình đổi mật khẩu luôn thôi, mình chơi tâm mình toàn đổi mật khẩu luôn thôi anh em ạ, thực sự luôn. Khi mà các bạn vào chơi game đúng không thì các bạn sẽ vào ngọc rồng online trước, khi mà các bạn đăng nhập vào rồi ấy, các bạn sẽ đổi mật khẩu luôn và các bạn sẽ nhớ nhớ luôn nhé, hoặc là các bạn nếu máy tính các bạn sẽ lưu luôn cái mật khẩu vào máy tính của bạn luôn, sau đó thì các bạn chơi khi nào mà kết nối các bạn lại vào là mật khẩu cũng mới đó, như thế chẳng bao giờ nó lấy được nick của anh em cả, thực sự luôn. Mình chơi phiên bản hack như thế. Còn mình thì hôm nay mình chỉ nói đến là tại vì gọi là nhìn thấy thế thì mình không không ấy được anh em ạ, nhiều anh em đổ lỗi cho Cùi Bắp VH tại vì mình cũng là một người sử dụng của Cùi Bắp VH mà, nên là không thể ấy được. Nói chung là vãi cả nồi thật, không hiểu mấy ông nghĩ gì luôn. Thực sự nick của người ta đâu có phải là ID đấy đâu. Với cả là phải đi nữa thì anh em có bằng chứng không? Bằng chứng là ID đấy của Cùi Bắp VH không? Mà tố gọi là đi tố cáo Cùi Bắp VH lừa đảo đúng không? Không hiểu luôn. Khi nào mà anh em có bằng chứng thiết thực ấy thì bạn gọi là gửi cho phóng viên Hoàng Cường, Ngọc Rồng Lưu, Ngọc Rồng Lưu để Hoàng Cường lên tiếng. Còn hôm nay thì mình chỉ làm nói chung là theo ý kiến cá nhân của mình thôi, thực sự là như thế, nên là
mình cũng không có bênh ai cả, không có bênh bên bạn mất đồ, mất nick hay là những cái bạn vu khống hay là mình không bênh cho Cùi Bắp PH hay là gì cả nha. Đó, chỉ nói lên những cái quan điểm của cá nhân của mình thôi. Đó là các bạn không biết lực, nói chung là cái ID nó chỉ giống giống như vậy thôi mà các bạn đã đổ là cho Cùi Bắp PH. Chắc gì bạn kia đã chơi phiên bản của Cùi Bắp PH đúng không? Đó. Chắc gì bạn kia đã chơi phiên bản của Cùi Bắp PH ấy. Nên là mình chịu thôi. Nên là với cả là hôm nay thì mình cũng nói với anh em rồi, mấy lần nữa mình nói với anh em luôn trong clip về Warp VIP hay là Game Pass Pro mình cũng đều nói cho anh em cả, đó là khi mà các bạn chơi game ấy thì các bạn nhớ đổi mật khẩu trước đi, sau khi đăng nhập vào thì khi mà bạn chơi xong ấy mất kết nối hay là gì đấy thì bạn đăng nhập mật khẩu mới rồi các bạn lại đổi, như thế cứ lần lượt tuần tự như thế thì nó sẽ không mất nick thôi, chứ chẳng sao cả. Còn mình thì mình chơi mấy phiên bản hack mình cũng thế thôi, mình không có tin tưởng ai cả, đến nỗi những thằng bạn của mình còn chẳng tin tưởng, đúng không, là nói gì là những cái phiên bản game hack đúng không, hack mode đúng không, nó có thể lấy nick của mình bất kỳ khi nào. Hoặc ok fine, mình cũng không biết được, không biết trước là điều gì sẽ xảy ra với mình cả đó. Nhưng mà mình thấy cái vụ này nó hơi bị ấy quá anh em ạ, lùm xùm quá, với cả là Cùi Bắp PH ấy ra những cái phiên bản hỗ trợ cho anh em rất là nhiệt tình luôn, nên là mình nghĩ là không phải đâu, nên là cho dù anh em có nhầm lẫn gì thôi. Ok. Thật sự luôn ấy, mình nói đến cái câu mà bạn mình còn chẳng tin tưởng được đúng không? Anh em có tin tưởng bạn mình không? Thực sự luôn. Mình không có tin tưởng được bạn mình nữa. Nói gì là những cái phiên bản này không biết là của ai hay là không biết thông tin người ta là ra sao mà đã dám đăng nhập nick vào để chơi đúng không? Ok. Và thôi thì chắc là mình sẽ tạm dừng lại đây thôi. Mình sẽ nói thế thôi, không thì anh em lại chửi mình là nói nhiều. Với cả là không biết gì mà cũng nói. Thì mình cũng nói rồi, đây là ý kiến cá nhân của mình mà thôi. Nếu bạn thích thì bạn nhớ để lại cho mình một like, đăng ký kênh, bấm nút chuông bên cạnh để đăng ký để nhận được video mới nhất từ kênh của mình nhá. Cảm ơn các bạn rất là nhiều đã theo dõi hết video. Bye bye.